Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong buổi tập toán lớp 3, bài 116, đó là bài luyện tập. Yêu cầu số 1 là yêu cầu các em viết theo mẫu các ký chữ số La Mã. Các em sẽ viết sang, các em sẽ đọc các ký số La Mã này. Đây, đây là 2 đúng không ạ? Chữ V này chính là 5. Đây chính là 5. Ký số 1 nằm bên phải là chữ B thì đây sẽ đọc là 6. Đây lại là 9. Bên trái, ký số 1 phía bên trái chữ X thì em trừ 1. Bên phải thì em cộng thêm 1. X này là 10 này, cộng thêm 1 nữa, 11. Tiếp theo đây, hai con x chúng ta sẽ đọc là 20. Rồi, 4 viết bằng chữ La Mã sẽ là số 1 này, chữ V này. 7 thì em sẽ viết chữ V này. 1, 1 nữa thì thành 7, đúng không ạ? 8 thì em sẽ viết như sau. Chữ V này là 5 này, thêm 3 nữa, 1, 2, 3. 10 là chữ X. 12, X, 1, 1 là thành 12. 21 thì bằng 20 cộng 1 đúng không ạ? Đây là 20 này, thêm 1 vào bên phải nữa thành 21. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại làm cho xong. Trong bài tập số 2, yêu cầu các em vẽ kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng. Ở đây ta có 19:20. 19 giờ thì kim ngắn nó sẽ 19 giờ, tức là lúc 7 giờ đấy, đúng không ạ? Tức là 7:20. Vậy kim ngắn nó nằm giữa số 7 và số 8 này. Đấy, 20 phút thì các em bắt đầu đếm này. Bắt đầu đếm từ số 12 này, các em đếm 5, 10, 15, 20. Như vậy 20 thì nó sẽ chỉ đến, kim dài nó sẽ chỉ đến chữ số 4 La Mã. Như vậy các em sẽ vẽ kim dài đến số 4 La Mã. Đây là 19:20. Tiếp theo 4:30. 4:30 thì kim dài nó phải chỉ đến chữ số 6, đúng không ạ? Kim dài chỉ đến chữ số 6. Kim ngắn nó sẽ chỉ giữa số 4 và số 5. Kim ngắn thì người ta vẽ rồi. 10:25. 10:25 tức là 9:35 đấy, đúng không ạ? Kém 35 thì em đếm từ đây sang. 10:35 tức là nó phải, kim ngắn nó phải giữa số 9 và số 10 này. Giữa số 9 và số 10 La Mã người ta đã vẽ rồi này. Kém 25 thì người ta đếm từ đây, đếm ngược. 5, 10, 15, 20, 25. Như vậy kém 25 thì cái kim phút nó phải chỉ đến chữ số 7. Các em sẽ vẽ kim phút chỉ đến chữ số 7 cho cô. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xem được bài tập số 2. Tiếp tục sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong hai bài tập trên, các em hãy dừng lại làm cho xong đã nhé. Bài tập số 3, nếu mà đúng thì em ghi chữ D, mà sai em ghi chữ S. 4, đây không phải là ký hiệu của 4. Đây không phải là chữ số La Mã mà chúng ta đọc là 4. Đây sẽ là số 6 cơ. Đây là 6. Như vậy cái này là sai. Đây mình là 4 này. Đấy. 4 thì 5 trừ đi 1. Trừ thì chúng ta viết bên trái. Được chưa? Viết bên phải như này là cộng này. Đây là 4. Như vậy đây là đúng rồi này.
Số 8 người ta không viết như thế này. Số 8 thì người ta sẽ viết như này em. Đây là số 8 nhá. 8 thì sẽ là 5 và thêm 3 gạch như này. À, cái này là quy ước nên là các em phải học nhá. Không bạn nào thắc mắc là ở đây 10 trừ đi 28. Người ta không quy ước như thế này nhá. Đây là 9 này, 10 trừ 1 bằng 9, cái này đúng. Tiếp theo 12. 12 thì bằng 10 này, cộng thêm 2 ở bên phải, đúng rồi này. 11. 11 không ai biết là 5 cộng 5 bằng 10 này, 1, 11 như này. 11 người ta sẽ viết đây, 11 viết đúng cách viết đúng là như này. Nhá. 11 thì người ta sẽ viết dấu x thêm số 1 vào phía bên phải. Vậy đây không phải ký hiệu của số 11 trong chữ số La Mã. 11 là cách viết đúng phía bên dưới đây. 20 đúng rồi, 20 là hai con x. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Sau bài tập số 4 như sau. Em hãy xếp lại 3 que diêm. Chúng ta có 3 que diêm như này. Yêu cầu các em viết xếp thành số 4 La Mã. Như vậy muốn xếp thành số 4 La Mã thì các em sẽ xếp này, hai que xếp thành chữ V cho cô. Các em sẽ xếp hai que diêm đầu tiên thành chữ V. Đây là chúng ta đã xếp hai que diêm thành chữ V là số 5 đúng không ạ? Trừ đi 1. Trừ đi 1 thì các em sẽ viết về phía bên phải, bên trái. Xin lỗi, là sẽ viết về phía bên trái. Như vậy, đây sẽ là 4. Thế nào? Đây, ta có 3 que diêm, các em xếp thành số 4 này. Đấy, que diêm. Đây là 3 que, que thứ nhất đây. Que thứ hai ở đây, que thứ ba ở đây. Còn muốn xếp thành chữ số 6 thì các em cũng xếp thành chữ V. Chữ V là số 5. Và sau đấy số 1 thì em sẽ xếp vào phía bên phải. Thì nó thành số 6. Đây là hai que diêm rồi, là 5 rồi này. Thêm 1 nữa để thành 6. Như vậy là chúng ta có đây là số 4 La Mã và đây là số 6 La Mã bằng 3 que diêm ta xếp. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài luyện tập bài 117 trong buổi bài tập toán lớp 3. Để ủng hộ cho kênh Mít Hay, quý phụ huynh cũng như học sinh chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục theo dõi các video mới nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.